cầm như mẹ nói ấy. Ừ. Nhưng mà con ong à. Dạ anh cầm như là anh dễ ăn. Thế này ăn được gì? Đúng rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review một món hải sản nữa các bạn đây. Đây là con sò dương, rất là to nha các bạn. Tôi thích nướng mỡ hành lắm các bạn ạ. Đấy, anh hai nhà mình chỉ thích nướng mỡ hành thôi các bạn ơi. Ăn nghiền luôn rồi. Ăn mỡ hành thật là ngon ngon các bạn ạ. Các bạn chờ đợi nha, bây giờ mình sẽ đi chế biến nha các bạn. Các bạn chờ đợi trong giây lát nha. Đây các bạn nha, đây là nguyên liệu mình đã làm sẵn rồi nha các bạn. Đây, sò dương mình đã làm sạch rồi, con rất là béo nha các bạn. Đây các bạn nhìn này, rất là hấp dẫn luôn. Còn một đĩa nữa. Và mình có một ít sò điệp. Mình cũng nướng mỡ hành luôn các bạn. Đây, đây là sò điệp nha các bạn. Đây là sò dương. Sò điệp và sò dương. Ừ, này, sò dương con rất là béo đây các bạn đây nhìn này. Trông rất là hấp dẫn luôn nha. Đây con béo. Đây và đây là nguyên liệu mình đã làm đây, mỡ hành tắp mỡ này. Có cả thêm tắp mỡ hướng cho nó béo nó ngon thơm nha. Đây là không thể thiếu đậu phộng và bây giờ chúng ta sẽ đi nướng nha các bạn. Sôi. Đó, sôi rồi đó cả nhà nha. Rồi bây giờ mình lấy là. Cho mỡ hành. Bự quá phải cắt ra. Không, đây là sò dương. Sò dương này. Hai mẹ con làm một mâm sò dương nướng mỡ hành. Đây các bạn đây. Nhìn đây, hấp dẫn chưa? Rồi, giờ mình mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn nha. Đây là muối tiêu. Hai mẹ con chỉ khoai chấm muối tiêu thôi. Rồi. Rồi, ăn đi con. Ăn đi. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà. Ai, con rất là to, nhìn rất là hấp dẫn đây các bạn.
rồi. Con lớp bằng nước muối hành ngon mà. Nước muối hành rất là ngon. Đây là con bự. Có hai cái thịt của nó trong đây. Thì rất là giòn, còn thêm mỡ, thêm mùi thơm của mỡ hành và cộng miếng giòn của tắp mỡ nữa các bạn. Đó. Cái này ba ba thì nó ăn ngon. Chúng ta chiếm lên nơi này. Đây đây. Đây là sâm sao điệp. Ngon nhỉ? Ngon quá. Châm bột tiêu. Đây, tắp mỡ. Cầm như mẹ nói ấy. Dạ anh cầm như là anh dễ ăn. Thế này ăn được gì? Đúng rồi. Ăn sạch luôn, thì chưa giải cái vỏ. Nó ăn mẹ dễ hơn. Ăn như mẹ dễ hả? Ăn chưa cái vỏ. Rồi. Ăn đây nè. Anh hai nhà mình rất thích ăn nướng mỡ hành. Ngon không con? Đó, ngoại trừ cái vỏ. Đúng rồi, ăn hết ngoại trừ cái vỏ. Ăn ngon 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 mà, dễ. Ăn đi con, ăn đi. Rất ngon á. Mẹ con mua ăn thì sao con ăn hết hả? Ở ngoài trời đang mưa. Nhà có cái món này nướng nhục bãi cháy luôn cả nhà. Quá tuyệt vời. Không có ha. Con bảo đúng rồi. Anh bảo đúng rồi. Chị gái này rất là quen thuộc đấy. Có cái bé bé này ấy. Sợ rồi đó. Cũng là mà. Bà có ăn không? Đấy, để dành con ăn đó. Anh ăn chỉ chưa lại cái vỏ. Lấy này có đẹp mà.
Không chấm cái này nữa à? Rồi mình chuẩn bị ăn no rồi. Bye bye các bạn nha. Hãy nhấn chuông và đăng ký.